Chàng trai 31 tuổi có thú vui tao nhã, 3 năm liền chi gần 500 củ để nuôi mọc ẩm, đắt giá mỗi con ai cũng sốc. 3 năm nay, Nguyễn Kim Phú 31 tuổi ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh nuôi hàng nghìn con mọc ẩm. Đây là loài vật nuôi mới rộ lên ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là châu Âu. Trong phòng riêng, anh Phúc làm kệ để các hộp nhựa là chuồng cho mọc ẩm. Hiện anh có khoảng 150 loài với hơn 4.000 con, phần lớn xuất xứ từ nước ngoài, giá trị khoảng 500 triệu đồng. Mỗi hộp có từ 50 đến 500 con mọc ẩm. Bên trong đặt thêm miếng vỏ cây để chúng ăn và làm nơi trú ẩn. Trên hộp có đục nhiều lỗ để lưu thông không khí. Thức ăn thường là rau củ quả, lá khô, gỗ mục, mai cua, thực phẩm dạng hạt cho cá hay mèo. Mọt ẩm có kích thước chỉ từ 0,3 đến 3 cm, tùy vào màu sắc, kích thước, xuất xứ mà có giá từ vài chục nghìn đồng đến vài 3 triệu đồng mỗi con. Đắt nhất trong bộ sưu tập của anh là con Sudamadillo Spinosus, xuất xứ từ Cuba, giá khoảng 3 triệu đồng một con. Việc nuôi dưỡng, nhân giống và buôn bán mọt ẩm cũng giúp anh kiếm được khoảng 80 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi loại có hình dáng khác nhau và đều rất đáng yêu, mang lại sự thư giãn mỗi khi ngắm nhìn. Bạn nghĩ sao về sở thích độc lạ này? Để lại bình luận cho VN Trẻ biết với nhé!